đây cua gạch, chó này là cua gạch, có cua thịt, dễ thương chưa? Dễ thương quá. Cái mặt cái wow, tươi sống trong hồ luôn. Cái này mình chọn bán. Ở đây chợ thì bán đồ dòng, đồ bao la luôn, hải sản, tôm, cua, đồng gì tùm lum hết. Nhưng mà mình ấn tượng nhất là những mấy cái quầy bánh á, quầy bánh với cái mấy cái quầy bán cá, cá sông, cá đồng, cá bóng trứng nữa. Wow, ngon quá. Giống như mình ở bên kia mà mình thấy được những cái đám rau này là giống như là mình lạc vô cái quầy kẹo của mấy đứa nít vậy bạn. Wow, mình nhiều khi bên kia mình không có đủ những cái rau củ như ở đây á, rồi cá tôm cũng vậy, mình cái nào cũng thấy thèm đó mà mình đi đường lại khó, thấy nào cũng muốn mua. Cái này ở nhà mình trồng hay là mình căng lại của đồng lá. Dạ. Nó có nhiều giá hay là một giá chị? Ba bốn giá. Ba bốn giá luôn. Chai nha. Dạ. 7, 8. Là 100 gram. 100 gram. Là 12 ngàn. À, là 7-8 ngàn luôn cũng có luôn. Ồ, rẻ quá. Chai chứ ngày thường rẻ rẻ. Ủa vậy? Em thấy là nghe vậy là em thấy là quá rẻ rồi chứ. Oh. Bên đây gầm lớn, gầm 7. Yeah. Yeah. Wow. Bên tụi em là mấy cái này là thèm chết luôn, không có ăn đâu. Dạ, yeah, thường thường là chỉ đông giáo thì cái này ngày nào cũng ăn cũng được. Dạ yeah, dạ yeah, đúng rồi. Nhà em cũng vậy, đạo cũng giáo rồi không có đêm không có nhớ cái ngày không. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Dạ dạ. Rất là ngon, nếu mà chị nào mấy ông cái loại nào thích béo à, thích béo là béo một ta nó cúc cúc vừa nó dắt cho nó thì bà dắt thì nhớ được mình ghé cái quầy này các bạn phải cho ăn lên này biết là gì mà cái móc xương đó béo. Nếu mà ai thích về chúng tôi thì sẽ đọc qua biết cái này bán nhiêu cứ ăn đại các bạn, thử ra thử một phát đó 10 ngàn cái bịch. Nếu không có trả tiền thì cứ lén lén thì bỏ đi thôi. Cái mì sườn của mình, mì sườn này là anh ở nhà anh nấu hay là nấu luôn cái, mình đâu phải trồng ra cái này cái mình trồng luôn trồng ở Bình Dương á. À Bình Dương đảo được chứ, được về xứ Dương ta. Thank you.
của nó béo béo, nước cốt dừa với lại bánh này tai heo thôi. Để phá cô quá cho cầm còn cầm chút nữa đi cho Nhi thấy Nhi cầm bao nhiêu rồi. Chốt về làm bà con nha con. Dạ, dì Lệ. Mấy anh em về có về Ba Giác Bến Tre thì ghé cái quầy của dì Lệ nha. Coi bạn Nhi của mình nè, sắp bao nhiêu đồ đó. Trời ơi, quá trời luôn. Dép này 100.000 ba đôi nè. Wow. Quá chưa đẹp chưa. Mấy anh em về ghé cái tiệm dép của anh này 100.000 ba đôi, 100.000 ba đôi nha. Còn mấy người này đi chợ ăn ngoài chợ rồi, mọi người về đây ăn nữa mà. Quá trời. À, quá ha. Có 5.000 túi, 5.000 túi. Cái này là bánh kêu bằng bánh cúng mà hồi xưa hay ăn nè. Bây giờ lâu quá mới ăn lại, tưởng nó còn ngon giống như xưa. Mình nhớ hồi xưa mà mình cái thời nghèo khó đó là có. Đúng cái mà. Này là ăn là mừng quý lắm, lắm á. Mình nó ngon hồi đó nhớ ăn nó ngon kinh khủng lắm á từ. Ngon, vẫn còn ngon. Vẫn còn ngon ha. Vẫn còn ngon. Cho mấy đứa nhỏ sau này nó ăn, nó không ăn. Mình thấy là mình nhớ lại là mình đi mua mình ăn liền. Em nhớ có cái loại cũng giống như cái này nè, mà nó xếp lại hay sao á. Rồi nó có cái, nhưng đậu xanh nó bột thì nó cũng giống đó giống. Đó là bánh gì không biết. Bánh xếp thì phải à. Bánh này. Này là bánh cúng, cái này là bánh cúng. Hồi kia em nhớ là bánh xếp, nó hình chữ nhật á. Ba ăn không? Ba ăn miếng đi. Ngon lắm. Ngon. Thì ở ngoài làm cái đâu. Ăn cho hết nha. Ngon quá luôn á. Ngon không? Giống hồi xưa không? Giống như Huy à. Giống. Chào buổi chiều. Buổi chiều. Nó đi dạy buổi chiều như vậy mọi người. Thấy có lý không mọi người? Đây là mình ăn sáng nha mọi người. Sao ăn sáng tội nghiệp về mà đau khổ vậy? Cái phần ăn sáng này 5.000 hả? Chứ sao mà có miếng cơm, miếng xương nó chút xíu vậy? Chắc có 2.000 quá bạn. Mình ăn mình thấy thịt khô quá mà. Nhà mình khen ngon quá trời mà sao không có rau cải gì ăn thì không sao? Không có gì luôn, hộp cơm trắng là trời ơi. Cái kiểu này tới lúc mà bạn đi chắc bạn rặn đỏ mặt luôn á. Không sao bạn, giờ thuốc rồi nó cũng hiệu quả. Mấy cái chai hồng hồng bữa rồi mang về. Các bạn đến với Tâm Minh Việt Sống. Cái này tụi mình đang ở Ba Giác Móng Cày Bến Tre đó. Thì sẽ sẵn đi chợ Ba Giác ở gần đây, đi bộ xuống thử coi anh em mình có kiếm được cái gì ăn trải nghiệm chơi ha. Rồi. Đây có người bạn đi đâu về đây? Đi đâu về sớm vậy? Uống xong rồi hả? Cà phê được xong hết rồi hả? Xong. Ủa sớm vậy? Tưởng là chứ chợ quê người ta mở sớm ha, mà đây cũng sớm lắm. Này mình trồng hay là trồng á? À, vậy nhà nào mình cũng bán ha. Bán nhiều không? Ít vậy chứ nhà bán nhiều quá đâu hết. À, cái này giống như mình trồng mình ăn hết là mình bán ha. À. Chị mua thôi. Đem ra bán tiếp hả? Ủa mình bán nhiêu bó vậy cô? 5.000 bó. Trái đu đủ bán sao? Đủ 10.000 ký. Thường cái đó được mấy ký cô? Dạ. Ký từ. À, ngon. Cái đó là chắc về nấu canh quá ha. Nấu canh chứ là ăn ít chưa được. Cái này cũng nấu canh, mấy cái này nấu canh. Dạ. Ngon quá ha. Vậy là mình ngày nào mình có nhiêu mình đem ra bán nhiêu. À. À. Cô trồng nhiều không? Trà cây hả? Dạ hết cái này là mình bán được nhiêu ta? Có gì vậy đó. Thank you.
Ừ. Ừ. Ở đây chúng các bạn gì à, khóm giống như khóm Thái Lan hay thế nhỏ nhỏ. Rồi có chè luôn. Dạ. Yeah. Cái chè này tại tại rằm mình bán hay là bán mỗi ngày vậy? À. Mỗi ngày. Mỗi ngày thường chị bán gì? Bán rau. Rồi mấy cái rau cải đó là mình mua hay là mình trồng á? À. Rồi, ngon quá ha. Năm ơi, có mua bí bí gì không Năm? Không mua hả? Chè là như gì? Khi Năm có ở nhà có chè phải không? Chè này cho mình quay ghé. Nhiêu bịch gì vậy? 30 ngàn đồng. Ủa nhiều quá vậy. Vậy vậy cho 20 ngàn cho một viên thôi. Cho viên ăn liền tại chỗ à. Bảo đảm ngon này là không ăn là ngon. Ủa mà chuyển cho miếng tốt rồi tại nhớ là hồi xưa mình ăn á là cái trái này á cái viên này á là có gừng nữa. Cái bột nó có mùi không? Mà trong cái bột này chỉ có pha đường không? Nó là ngọt hay là phải nấu riết nó không? Tại nấu nước này là nấu cái mắm này. Ngon á. Thấm luôn á. Mình ở nhà nấu ngon vậy đó. Mình đâu biết nấu vậy. Mình có lâu mới nấu lần sao nấu ngon vậy? Nấu ủa nho ngon quá ha, nho đẹp đó. Có con lông nữa. Không biết mà người ta thích không. Cái đá này nó to mà như là cái loại này có hộp không. Ủa thanh long mình hôm nay bán nhiêu ký gì vậy? À. Cái thanh long này mình ở người ta trồng đâu vậy? Long Trì. Tiền Giang à. Nhiều cái thích nhất là dưới này có cái nhiều cái bánh quê, bánh nông thôn, bánh thủ thơ mình nó kiểu mà nó ăn rẻ rẻ tiền thôi mà ngon. Ồ, bên trong là bên trong mình quên lại, để mình lia sơ qua thôi ha. Mấy hàng thịt rất là nhiều thịt ở đây luôn á, quá trời nhiều cái giải thịt luôn, khủng khiếp. Wow, rất nhiều rau cải quá ha. Đồ dòng. Dưới quê mình đồ dòng. Thôi rồi, mình có quà đã chứ. Này hình như cái trái này đắng khủng khiếp lắm nè. Trái này như là giống như hủ qua Ấn Độ. Wow, nhiều khoai này mình ghiền luôn á. Wow, khoai nhiều quá ha. Rồi tay gấp. Ủa cái này cái gì nhỏ nhỏ vậy chị? À, củ nghệ à. Nhỏ. Ha, nhỏ ha. Nhỏ quá, cây. Cây gốc. Nó vô nó sôi rồi. Vừa bao la luôn. Quay thôi cái là có. Cho đi theo quay nha.
Ờ, chút xíu qua thịt heo. Đâu rồi? Sôi nước hồng hả? Ủa mình xài tiền mình vé số được hay sao ta? Ồ, cái này ngon nè. Muôn cái không? Bánh bò. Bánh bò. Ừ. Không, mình tấm này ngon lắm rồi, tấm này như là hồi xưa là mình kêu tấm nhất hay gì đó, ngon. Cái này là mình lấy một món như là gia đình mình có cơ sở làm. Nữa.
à, đi về tặng quà cái kiểu mà mình quay cảnh gia đình mình á, đi chợ này kia rồi. À, nhưng mà cái cá này như là cái cá không phải lúc nào cũng có đâu á. Cho cái này nè, tại ta mua rồi nè. Ồ. Oh. Con mua rồi mà chị để trong đây á. Nè, cái này nó còn bán bằng đồng. Ủa mình bình thường được cái này là mình bán bao nhiêu ký vậy? Cái này chị bán 130 ký. À, ngon quá ha. Cái này chị bắt hay là sao vậy? Chị đăng trên lưới ha. Đúng rồi, chị đăng lưới cho nó tới chứ sao ha. Dạ. Ủa vậy có mùa này là có chị có cá này không nè? Cá này chị không có bán. Chị đang ở đâu vậy? Nói là đang thì đang ở đâu vậy? Gần đây không? Một mỗi một con nước vậy mình bắt được bao nhiêu ký dữ không chị? Mà em nhớ hồi xưa là có tép bạc, bây giờ có tép bạc không vậy? Rồi ngoài cái cá trứng này với tép thường nó còn mình vô được cá gì không vậy? Cá gì khác không? Tôm. À, tôm càng đó không vậy? Cái này nó nhỏ hơn, nó có đồng giá hay là sao vậy? Dạ. Em thì khoái mấy con cá nhỏ nhỏ. À, đi về Sài Gòn chứ thôi mua ủng hộ chị. Dạ. Nước càng này anh chị gì vậy? Chị bỏ lên chỗ mày. To hơn nổ bố vậy mình có 5.000 à. Cái bình cái đó đó, cái vàng vàng đó là cái hồi xưa mình nhớ hồi nhỏ nhỏ đi học đó là uống nước đá cái chế cái đó vô ngon lắm, không biết kêu gì quên này, giống khóc theo giống khóc theo vali, ngon lắm. Tôi lấy mấy bài tin. Cả giờ thấy mình thấy tụi mình đi dạo vòng thì có nhiều món 5.000 đó mày, quá rẻ luôn, giống như chè nãy là 30.000 chục. Bịch này 5.000 cứ 5.000 có ha, ngon. Cái cây thì bao la mà. À. Thì ra là vậy. Đây chị bán cá. Ồ chị bán mỗi ngày không hay là... À, cá này. Ốc lễ hả? À. Cá này là của chị bắt hay là chị... À, chị cái này là đăng lưới hả chị hay là đăng sao? Đăng lưới. À. Là đăng là nó có đủ thứ loại cá vậy luôn ha. Mà sao nó có 2-3 loại hả? Em tưởng là dưới sông nó có nhiều loại lắm chứ. À, cái này chị chỉ lựa ra cái loại này chị bán thôi. À. À. Ồ bên kia thì lại có mấy loại khác nữa. Của chị thì có cá bóng trứng nhiều ha. Mấy cái này mà kho tiêu, kho mỡ, kho khô ăn cơm thôi quên đường về luôn. Bắt luôn lớn vậy, cá này ở ngoài sông mà lớn quá ha. Bên kia có cá lòng thông. Chị có tôm nhiều không? Chị có bắt được tôm nhiều không? À. Wow. Chị tên gì? Chị Tuyết. Chị Tuyết có nhiều cá đây mày. Hấp dẫn quá. Cái này mà nếu mà anh em mình ở gần á, lại mua mấy cá này với chị Tuyết. Quá ngon luôn á. Cái này cái loại nhỏ nhỏ này mình đâu có cần cắt đầu hết vậy. Cái nhỏ nhỏ này mình cứ mình kho lên mình ăn thôi chứ đâu cần cắt đầu. Quá ngon luôn. Ngon quá trời. Cái này là hên lắm mới có, giống như con chứ đâu phải là ngày nào cũng có phải không vậy? Dạ. Dạ. Ngộ ha, cũng phải có ngày hay quá trời. Đã quá, nếu mà mình ở đây là mình ăn cái này không mà như cơm.
Cậu thì không ăn ngổi đâu, cậu thích trái chôm chôm thôi. Chị nói về ăn đi mà không ngọt thì đem lại nằm dạ với chị. Ủa lâm chôm là lâm chôm gì chị? Là Thái hay là lâm chôm mình? À bên đây là Thái, còn cái này là kiểu mà lâm chôm hồi xưa mình ở quê mình đây không? Ủa lâm chôm Thái là bao nhiêu ký chị? 40.000, còn lâm chôm kia thì lâm chôm kia thì rẻ hơn nhiều, 25.000 à. Nè, mình quay lại giờ cá, cái chị cá xinh đẹp này mà. Cá lóc này là cá lóc nuôi hay cá lóc đồng vậy? Cái này là cá đồng nhưng mà đồng khác. Nó không phải như cá bè nó khác nữa, cá bè nó mềm xèo. Cá đồng nó ốm hơn không? Cá thịt nó ngon hơn. Ngọt, cảm ơn chị gái.